Trở lại với kênh Quân Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến cả nhà nha. Chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Thì hôm nay hai thầy trò nhắn đi săn cả nhà ơi. Chào cả nhà. Đó, anh giờ bắt cái tổ ong này dùm cho anh trai. Đó, ảnh đang đứng ở cả nhà. Thì cả nhà Điệp cũng thành đặt cảm ơn trong suốt thời gian qua cả nhà đã xem clip và ủng hộ nha. Thì ở đây cũng đóng keo môi đó nha cả nhà. Đó, để Điệp đứng né qua đây cái Điệp quay diện tích cho nhà xem á. Đó, nó nằm nửa màn hình đó nha. Đó, đầu ngón tay của Điệp chỉ đó. Ở đây một tổ ha, nó ha cả nhà. Rồi đi qua bên đây rồi Điệp quay cho anh em xem thêm tổ thứ hai ha. Thì tổ bên đây nè, nó mấy tổ lớn nè. Thì Điệp cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà mua mà chấm lương hay là mở chăn hay là nói chung là lứ gì đó thì xin liên hệ dưới video của Điệp nha. Số điện thoại của Điệp dưới video là 0908 765 334 nó nghe cả nha. Thì ngày trước Điệp cũng có bắt cây xài nặng lằn á, cả nhà còn nhớ không? Con ong mà nó dài 2 mét luôn á, và cắt từ ngoài đó mà cắt già vô trong này quá trời luôn. Tổ này giờ bự lắm, Điệp thấy đầu mặt cũng có từ 3 xỉ đến lít hả gì vậy? Cũng hên xui cả nhà ơi, mình cũng không có nói trước được. Có ong mà nhiều khi mình thấy nó u vậy chứ lên, nhiều khi nó lép nó khô cũng không chừng. Đây cây xài này nè, cả nhà còn nhớ không? Đường điện cao thế này đây Điệp quay rồi chắc có một số anh em biết mà. Đó, con này mà nó đóng ở ngoài đó đó cả nhà, từ qua chọc dốc ngoài đó đó mà nó kéo dài vô kìa, cắt vô có 1 mét rồi đó. Cắt vô có khoảng 1 mét đi luôn rồi đó anh em. Điệp đứng kế mình có ông Điệp quay cho anh em xem ha, mà Điệp thấy cái đầu mặt nó có rồi đó em, thấy không? Biết tổ ong không khủng vậy mà nó còn dài hơn 1 mét đó nha anh em, thì vì nó qua chấn công nó hay gì nó dài á. À, đây anh em nhìn thấy cái đầu mặt nó là cái gì. Anh em nào trong nghề nha, hay là cô chú bác anh chị có xem clip của Điệp nhiều thời gian lâu á, thì anh em ở nhà biết á, Điệp đón này đầu mặt này giống như là mặt chám dồi này nha, chám dồi nó mới như vậy nha, cũng hên xui cả nhà. Nói cái gì đi thôi, giờ Điệp up máy á, cái đầu Điệp đi cặp bên cái hông hè đó, Điệp lên đường cây xài bắt chùm cho ông anh. Cái tổ ong này cũng bắt cũng quá lâu anh, bắt nói chung là cũng hình như là 5-7 lần gì đó. Bắt hoài mà nó cũng vẫn còn mặt hoài như vậy đó. 2-3 lần trước anh bắt là không có mặt. Sao nó bị sáp chưa rồi? Dạ đúng rồi, ăn thua cái cách gọc á. Thì cái tổ ong đó hồi trước Điệp cắt lần đó cả nhà. Thì xuống bữa đi chung với hai đệ đó, biết cả nhà nhớ rồi. Hai đệ Điệp á. Rồi giờ Điệp ấp máy nha, Điệp kiếm ấy, Điệp quắn đuốc nha anh em. Điệp bắt tổ này và tổ ở bên kia luôn nha. Anh em đừng rời màn ảnh nhỏ nha. Tạm biệt rồi. Không có rồi. Rồi đi. Lên nha anh em ơi. Đi bọc qua đây đừng chui sợ quần. Thằng đệ nó chơi nổi bật quá, lấy đồ rộng cá của anh trai ảnh được chùm đầu luôn. Cây nhà la. Rồi cây xài này nha anh em. Rồi đã đẹp review trước tổ ong cho anh em xem ha. Ông lên luôn ha. Hay lên trước. Rồi. Con xử lý cây gọi ha. Rồi Điệp kêu thằng đệ nó cắt nha anh em. Điệp hỗ trợ. Tôm này Điệp thấy cháy chấm vôi rồi. Lên nha đệ. Wow, trời lớn luôn anh em ơi. Con bự quá. Wow, trời tôm ông ơi. Biết không anh em? Đầu mặt dữ lắm. Ây da, Điệp qua đây nha anh em. Con bước lên trên đó. Trời, không nghĩ nó ấy nghe anh em. Wow, trời tụi ông anh em ơi. Hết biết luôn rồi. Bự ghê không? Mắc cái nặng cây. Hết biết bự luôn rồi anh em. Ha. Sao nó có thể khủng đến thế vậy? Ừ, khi nóng lạnh nữa trời. Nè, anh em ơi nè. Đó. Ừ, ghê
ghê không, con cho khói đi lên đi nghe con. Con lên con. Thằng đệ điệp nó còn yếu lo lắm nghe nè. Lúc đây nè con. Điệp đang tập tăng tặng cho thằng đệ. Leo leo nhìn những cây thấp. Con cháy quần. Con để trên gió con bước lên nữa con. À trời tụi ông anh em ơi. Con để trên gió nha con. Để trên gió nè. Thổi cái để trên gió nha con. Lên nó nhắm xàm dẹt kìa. Có đầu là không? Ôi, chừng nửa lít hả? Hả? Nửa lít. Gì đó hả? Thiếu. Không chấm dôi luôn. Không chấm dôi. Không được chấm dôi hả? Con bẻ cái cài dại mà. Lên là phải là nhắm xài bọn này là bẻ cái trống chứ mình dẹp cho cả nhà đều xem chứ. Nhờ con cầm cái này cái thầy bước đi lên cái. Con. Cục mặt này cả nhà ơi. Mặt có nước nha cả nhà. Mặt nước hả? Mặt nước chứ không phải mặt khô. Mặt nước nó là sao? Là mặt ở trong cục mặt nó có nước. Đâu phải. Chứ làm sao? Vậy đây. À như vậy hả? Có cái bức như vậy hả? Đúng rồi. Con vung vô con dây xa cái máy rồi con. Rồi đây. Mấy bên kia nó mới u hơn hả? Mấy bên này nó không thiếu. Yeah. Rồi con cắt đi. Để nó chơi game rồi nè. Bị sâu hả ta? Ừ, bởi vì sâu nó không có bơ mặt vô. Phải rồi. Nó lấy cái đồ cái nhà coi đây nè. Nó lấy cái miếng lưới cái gì? Cái đồ gọng cá. Ờ. Cái đồ gọng cá của anh trai á. Chơi chùm đầu luôn. Ghê thiệt. Trời của ông mình ơi. Anh em coi nè. Cái kẹo nha. Để được quay cái cho anh em xem ha. Ồ, nắp đại kia coi. Nè. Nè, anh em xem. Anh em xem nè. Đó, từ ở đây nè, ở ngoài này nè, cắt ha, nó dài vô đi vô luôn nè. Đó, nó dài vô cái nó lạnh không? Nó dài vô tới ở trong này luôn nè. Đó, tiếp thì tiếp. Cũng không có được mặt nhiều anh em. Thì tổ cắt quá nhiều chứ không bị sâu phải rồi bị sâu. Tổ là mà không bị sâu một cái ha. Thôi luôn. Mặt luôn. Mặt cũng vàng lắm nha. À. Ủa không được nửa lít mặt không. Chắc thì cũng tại vì cắt này cho anh trai nha anh em cũng nhà nha. Con cạo cái kèo nét ở bên đây nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Nó đẹp mai mốt tôi nói về nữa. Tổ này nó lại nó có đi cho nữa là tổ khác nó về hay là tổ này nó về như vậy đó. Để mà cho nó sạch cái kẹo này nè. Rồi đó. Bây giờ bắt xong tổ này hôm cả nhà đừng rời máy nha. Đầu mình đi qua bên cái tổ mà ở bên cây u môi. Cây u môi mảnh. Có ông này nói chung là nó cũng hiền à, anh em. Cũng nhầm tổ. Tổ thấy mình đổi. Rồi giờ con cầm cái gọi đi xuống kìa. Đi gọi để dưỡng hồi qua bên kia luôn được nó không ta? Đợi họ kiếm gọi khác đi. Được chứ? Được hả? Được thì hồi đi qua bên bản luôn. Qua luôn hả? Cái xài này cũng nằm đậu nghiêng cũng dễ lên đi lên xuống anh em. Thì điệp thành thật cảm ơn á cô dì chú bác anh chị em á đã bỏ chút thời gian quý báu để xem clip ủng hộ kênh nha. Điệp thành thật cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua rất nhiều lắm nha.
Thì Điệp chỉ biết nói lời cảm ơn cả nhà thôi, chứ thật sự cả nhà xem clip để một like đồ á, với cả nhà xem á, thì thật sự đó là một món quà chi ăn nó quý báu đối với Điệp, để Điệp còn có thêm tinh thần làm YouTube đó nghe cả nhà. Chứ làm YouTube mà nhờ đến cả nhà ủng hộ đây. Rồi đi đi con. Sao mấy ông với bà ở đây nó cũng hơi, bà con cũng đỡ già mà còn mang giấc một xanh mấy chịu. Không được được anh hai, cắt qua tại vì nó đang nấu nhộng á. Dạ nó đang nói nhộng rồi, đưa mặt đi con. Mình còn qua bên bãi nữa. Chắc không được, quá chừng xì rưỡi rồi. Anh nói thì không bằng anh rồi. Yeah. Cũng im ha anh hai. Bây giờ cho ấy tại đây mình lấy cái bọc này rồi bỏ. Thôi có, bên em mình bảnh có. Thôi, cái gì tốn thôi bọc đó. Ừ, sao cũng rồi cũng được. Cái ngộ đi, lấy cái rau mình. Rồi giờ thầy cho mình đi qua bên bãi. Đi qua bên đây nha nè. Để nó đang leo lên rồi đó anh em. Con ở đó nghe đệ. Ở kia còn phải quẩy cái ấy nữa. Cắt hộp gớt. Rồi, ta em ta tem lên nha. Trời ơi. Anh hai dịnh giùm cho em nha. Ừ. Đi cầm cái mà. Nặng hơn lính không? Hả? Em nặng hơn lính không? Em hả? Nhẹ hơn. Ký con vịn cái đầu con. Nhẹ hơn chứ cái kia nặng hơn à. Ờ. Cái kia hả? Ờ, cái nhỏ cái này dữ lắm. À, lùng lùng phụ tùng của Nhật hả? Ừ. Cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì Điệp cầm cái máy. Yeah. Để Điệp leo cây còn hơi nhát nha anh em. Tại cái cây này nó cũng hơi cao cao tí xíu. Kế bên mà nó ôm mà nó hãy nè cả nhà coi nè. Cái mông của nó nè, kiểu này đây cây nào mà còn nổi. Bước lên đi tới đó đi, mình hãy xử lý con. Chứ con nằm ở đây trời trời ơi, chết kìa. Thua luôn cây bắt gầu má. Thôi thua rồi, kiểu này cây cối người ta tà hết mòn hết luôn. Xấu mình thiệt chứ. Gầu lắm anh em ơi. Khối kiểu đó là chết nha. Kế bên tổ ông nó túi ra một cái hì một cái, có nước khóc tiếng A cặp đó nha. Lúc nào cũng lên đó là cây gọi để trên gió. Được, nói chung là sống được chia sẻ với anh em như vậy anh em ơi. Nếu mà mình quẹt á nó không cháy á, con phải dụi cái cây nó vô trong cái thân cây cho nó cái tàn nó tàn cái đi thì mình đốt. Rồi, tại vì nó còn có lớp tro bên ngoài là mình đốt là nó không có được cháy. Con phải bước lên một nạn nữa, con phải để trên gió. Có gì á cả nhà con thông cảm nha, tại vì để Điệp nó mới có tập tành á. Nên anh em nói chung là chỉ mai mốt có cái gì đó nó còn đời sống. Cái đuốc đó là thua nghe con, thì sống còn nuôi vợ nuôi con của thằng đệ nữa cả nhà ơi. Giờ nó chạy tàn sao phải để lại đi rằng quá trời cái gì lớn rồi đắp trên kia bên tay bơ ở bên tay kia đúng rồi. Cắt cho chủ nhà uống nha anh nè. Đã rồi nè. Ừ. Nó này tươi. Rồi. Không để lại nha. Ừ. Thôi. Cái này chỉ toàn mình để lại. Con phải cạo cái kèo nha. Hai bên. Lặt con dao á mình cạo hai bên á, hiểu không? Chứ không cần vuốt ở dưới lườn, đúng rồi. Con dao mình nó dính ba cái sáp thì mình sẽ tém đi lên trên ca cây cho nó sạch cái con dao. Tém cái kèo ở ngoài này nữa nè. Tém hai bên chứ không được gọc ở dưới lườn. Cái lườn nó bị biển nữa, nó bị phạm cái nạn cây. Đây,
chỉnh đi, mai mốt nó mới về. Rồi. Không, cái dĩ còn hết biết cái dĩ luôn rồi, anh nè. Dĩ lớn. Bây giờ để coi con xuống làm sao. Trời ơi trời, cái đầu nó kìa, nó chùm. Trời ơi, rồi, nó bung ra nhò. Thôi thua rồi. Thôi vậy thì vậy lột luôn đấy. Thôi, không được đâu. Lột luôn đi. Chùm luôn. Lỡ rồi nhét lại cái này cả nhà thông cảm chứ tấu hài quá rồi. Con cầm cây đuốc nè. Cái đầu cả nhà coi nè, nó tuột kìa. Con tuột nè. Ôi trời. Bởi vì con leo đạt ba cái cây cao là con leo không có được đâu. Con leo cái cây cỡ này đây nè, mà con leo kiểu mà con tuột cái kiểu này đây mà cây cối người ta thứ nào mà chịu cho nổi mà nó mà còn. Thiệt tình nè. Thiệt tình. Làm cho sạch cái cây hả? Gì nữa mà không sạch. Đây nè cả nhà coi nè, cái này cả nhà coi cái màu của nó khác liền nè. Nè, làm cho sạch cái cây mà mốt ông cái gì nó đóng. Cái lượng cây ở dưới này nó khác nha. Nè, cả nhà coi nè, tuột mà cái màu cây mình nó đỏ hết trơn cái kiểu này nè, mà không biết phải đỏ cây không nữa hay là cái quần của nó tới ngày nữa. Dám lắm mà. Chắc tình hướng này chắc cái quần tới ngày rồi. Nghi lắm rồi. Ây da. Nó nói sao mà nghe ghê quá. Trời ơi. Ở trời tuột cái chữ đó đó. Ê cái cây đó con xuống được đâu, xuống đường cái cây xài. Xuống cây xài ha. Đúng rồi, xuống đường cây xài. Đi rút thang à? Dạ rút thang đi anh hai. Cả nhà thông cảm nha anh nha. Tại vì điệp vừa leo á mà điệp dài đệ á. Lớn tiếng tí xíu cả nhà thông cảm nha. Tại vì lớn tiếng cho nó sợ giống hệt mình hù nó vậy đó. Ê ê, làm sao sao? Sao nó diễn cái kia vậy? Vậy. Mình leo cây á là phải có cái độ nương nghe con, nín thở. Nãy giờ con nín thở không á? Nín thở làm sao mà còn sống? Nín thở chết rồi. Mà nín phải thở mới được. Nín thở mà mình nín rồi phải đỡ. Giờ thằng đệ của Điệp nó bên kia nè. Giờ Điệp ở bên đây nè, nó Điệp xuống nè anh em nè. Trước nó luôn nè, vừa cầm cái máy quay đó nghe anh em, vừa xuống một tay đó. Nói chung là thầy trò nhau nó hơi vui nha anh em, khịt khịa nhau chơi cho nó biết. Hai lần hả cả nhà, một chứ đâu cũng được nhiều đâu, đó cũng được chút à anh hai ơi, uống trị bệnh anh hai ơi. Để trên đó đó. Cái này ngon hơn cái bánh à, cái bánh chắc già hơn. Dạ rồi, giờ Điệp cũng xin gửi lời chia ăn á, chúc đến cô dì chú bác anh chị em á trên mọi miền đất nước á, có buổi tối xem Điệp, Điệp luôn giả và hạnh phúc yêu thương nha. Đi quý mến Điệp, hãy cho Điệp xin một like nó nha cả nhà. Giờ thì nói là chia tay, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Thông cảm cả nhà. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Điệp bóp máy nha nha, tại vì Điệp bắt Điệp cũng không lấy mặt á. Tại vì chưa chút ít á cả nhà. Bên cây xài bên kia cũng cho ông anh kia uống. Rồi ông anh kia giấc này giờ ông sợ, ông đóng cửa, ông núp trong kìa. Còn ở bên kia ông môi bên đây á là của cái ông anh ở bên đây. Thì bắt mặt cho hai anh em uống cả nhà ơi, hai anh em ruột hay gì á. Nói chung là Điệp sống như vậy đó nè, mặt nhiều thì chia, còn mà có gì chú bác muốn lấy mặt lại á thì trời cứ gửi tiền cho Điệp thì gửi, còn mặt nhiều á thì chia, mặt ít thì Điệp cho, ví dụ như nửa lít hay là xị gửi gì á Điệp không có lấy nha anh em, cho chủ nhà uống làm thuốc nha. Thì có gì chú bác anh chị em nào có nhu cầu lấy ông á hay gì đó xin liên hệ với Điệp dưới bình luận nha. Là số của Điệp là 0908 765 334. Điệp gửi lời chia ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị em á trên mọi miền đất nước, có buổi tối xem clip của Điệp luôn luôn giả và hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Rồi Điệp hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Ủa con bye bye rồi mà ghiền hả? Bye bye rồi cũng quay cái đồ quá chứ. Quay lại thấy chồng nữa rồi. Thầy trò kì nhau cho nó vui nghe cả nhà. Rồi Điệp bye bye cả nhà nha.